Hello, xin chào các bạn. Chắc là tầm khoảng này thì những lữ khách chơi kiểu vừa chơi vừa trải nghiệm thì cũng đã, mình nghĩ là đạt mốc tầm khoảng 4x, 5x rồi. Thì level 5x chúng ta có một cái map mới. Map này thì mình thấy khá là nhì nhằng, khá là nhiều bạn hỏi. Và điển hình là có một ông anh ông hỏi và ông ấy donate cho mình tận 5 lít. Ông bảo làm một cái clip để hướng dẫn ông ấy làm sao để có thể là chui vào đôn hàng thạch động và di chuyển trong cái đôn hàng thạch động này một cách ok nhất. Thì ok, đến với clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em, đó là làm sao anh em có thể chui vào đôn hàng thạch động và anh em di chuyển nó một cách hợp lý, biết PT đang đâu mà farm. Thì phiên bản 2 job này chúng ta có một cái chức năng di chuyển ngược đến vị trí đồng đội của bạn rồi, nhưng tuy vậy thì chúng ta là những người farm solo, chúng ta phải làm sao, chúng ta đi đến đâu để farm và farm như thế nào ở trong cái đôn hàng thạch động này. Thì có lẽ là xong clip này các bạn sẽ di chuyển hợp lý thôi. Thì để vào đôn hàng thạch động được thì các bạn sẽ di chuyển ngược chỉ định vào đây, hoặc là các bạn thể chạy chạy ra chạy từ đôn hoàng chạy từ đôn hoàng ra các bạn nhé, chạy ra đến đôn hoàng thạch động nó ở phía trên map này. Ok, bây giờ đây mình có rất nhiều người bảo chúng ta sẽ di chuyển và đứng ở đây thì nó sẽ tự động chui vào trong thạch động của chúng ta. Thì sau khi chui vào trong thạch động của chúng ta mở lên thì chúng ta thể thấy map nó có những cái đường hầm rất là lằng nhằng và có rất nhiều ô, không phải là ô nào đi thông đến ô nào đâu. Ví dụ như ở đây chúng ta thể nhìn thấy đây nó có đường đi, nhưng mà đi ra đây nó lại có hòn đá nó chặn, nên là rất là khốn nạn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để di chuyển. Thì những cái thứ mà các bạn cần biết trước khi di chuyển đó là chúng ta có hai map luôn nhé. Chúng ta sẽ có một map trên và một map dưới. Và nếu các bạn đi lên trên rồi ấy, chúng ta không có cách nào đi xuống dưới cả, chúng ta chỉ có thể là quay trở lại cái điểm di chuyển này về F1 cho chúng ta đi xuống dưới được thôi. Chứ ta ở bên trên chúng ta không thể nào xuống dưới được. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi map bên trên trước nhá. Ở đây thì mình cũng đã có cho các bạn một cái map hướng dẫn và chúng ta sẽ nhìn sơ qua về cái map hướng dẫn này trước khi di chuyển. Ở những cái dấu X đỏ là những cái vị trí mà mình đánh dấu cho các bạn không đi được. Các bạn nhá, dấu X đỏ. Đây, từ từ để mình chuyển này sang đây. Ok, những dấu X đỏ là chúng ta đánh dấu không đi được, còn những cái đường màu xanh chỉ là những đường đi được. Và bây giờ chúng ta sẽ đi map bên trên trước nha. Chúng ta sẽ vào map bên trên trước, đi từ F1 đến F4. Nó rất đơn giản, nó chỉ có một chỗ lằng nhằng thôi. Ok, chúng ta đi vào cửa. Thì đi lên bên trên thì các bạn thể ấn M, chúng ta ấn vừa ấn M vừa đi, chúng ta thể biết đây là nó đi lên trên. Rồi chúng ta sang đi bên sang bên tay phải anh em nhé. Đi sang bên tay phải. Ok, chúng ta vừa bật M, chúng ta vừa đi. Thì đi đến đây, chúng ta gặp một vấn đề là rẽ phải thì nó không rẽ được. Mặc dù nó vẫn có đường, nhưng mà đấy, như các bạn trên minimap mình đánh dấu rồi các bạn thể thấy nó đang là một dấu X. Để sang F này chúng ta phải sang F2, chúng ta quay lại cơ. Ok, chúng ta rẽ trái. Có một đường duy nhất thôi, các bạn cứ đi theo đường mình vẽ ở trên minimap ấy. Để đi cho nhanh các bạn thể ấn V lên để ẩn các unit này, chọn đỡ ấn vào nhé. Ok, sang đây rồi thì chúng ta thể thấy một cái lối đi đây, mình cũng đã X vào, tức là không vào được rồi. Nhưng các bạn để các bạn đỡ phải nhìn vào đấy, các bạn mất thời gian. Các bạn cứ đi cái bản đồ mình đánh dấu ấy. Rồi ok, chúng ta rẽ sang. Chỉ có một lối đi thì nó dễ. Mình có một cái trip cho các bạn là đi ở trong đôn hàng thạch động này thì các bạn để cái zoom thấp thôi nhá. Để zoom thấp là chúng ta đi nó dễ, để zoom cao dễ đi dễ bị mắc trần mà chúng ta không biết hướng là chúng ta đang đi ngược hay đi xuôi ấy. Thì vừa đi chúng ta vừa nháy mờ lên. Đây đây sẽ là chúng ta sẽ có một cái ngách, như mình cũng đã chỉ trên minimap các bạn thấy đây là cái ngách. Ngách này sẽ dẫn chúng ta sang 2F. 2F tầng trên. Ok, chúng ta chui vào. Đấy, các bạn thấy chưa? Để cao nó mắc trần là đi rất khó, chúng ta để thấp thôi. Đấy. Để thấp tầm khoảng ngay sau lưng linh nhân vật này, chúng ta thể đi chậm một chút, không tham. Vừa đi chúng ta vừa ấn mở để xem chúng ta có ngược đường hay không nhé. Thì các bạn đi sang đây thì nó sẽ di chuyển sang 2F cho các bạn. Đấy, các bạn thể nhìn một chút trên bản đồ này, khi nào nó chuyển 2F chúng ta đã sang 2F rồi. Ok. Đây, chúng ta đã sang map 2F, mắc rất nhiều anh em nhé. Ok, sang map 2F này rồi thì ở sang map 2F ở tầng trên chúng ta có hai lựa chọn là chúng ta có thể sang 3F hoặc chúng ta về F1 bên trái là cái mà lúc nãy bị hòn đá chặn ấy. Và chúng ta sẽ trở về. Thì ở trên minimap thì mình cũng đã đánh dấu cho các bạn rồi đây. Đây là những cái điểm di chuyển. Chúng ta di chuyển sang bên trái màn hình đây thì sẽ không có lối đi nữa, chúng ta sẽ có một khu farm. Thì ở 2F này thì chúng ta sẽ gặp những con quái đánh sát thương vật lý, những con tráng thổ quỷ, những con đại thổ quỷ level 62, 64. Đấy, trên PT ở đây cũng được, mình thấy ở F2 trên nó khá là ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mình sẽ cùng các bạn đi trên như trên minimap nhá. Mình sẽ đi sang bên này. Ở sang bên này thì không có lối đi nữa rồi. Chúng ta sẽ sang F3 nhá. Nó chỉ vướng ở mỗi cái chỗ F3 này thôi.
vướng ở mỗi chỗ nếp 3 này thôi. Không, mình nghĩ không vướng nhiều đâu. Đấy, ok, chúng ta sang được đây rồi. Thì đây là ô giữa bên phải của F2. Thì sẽ có một lối đi như ở trên minimap mình đánh dấu cho các bạn. Nó sẽ có một cái đường hầm. À, chúng ta thấy một cái đường hầm nhỏ mình đã đánh dấu trên minimap, các bạn nhớ điểm này giúp mình nhá. Đó, nếu đi vào đây chúng ta sẽ sang 3F. Nhớ một điều như thế, chúng ta sẽ đi vào đây chúng ta sẽ đi sang 3F này. Đấy, còn nếu như mà muốn trở về 1F ở bên phải thì chúng ta sẽ, đây chúng ta sẽ đi sang ô hẳn bên phải này. Đi sang hẳn ô bên phải. Sau đó là chúng ta sẽ chu vào đường hầm. Ở đây các bạn đừng để đánh lừa nhá, nó có hai cái hầm hầm nhưng thật ra nó chỉ có một thôi các bạn. Đây, như các bạn thể nhìn thấy mình đánh dấu cho các bạn ở trên minimap rồi. Đây, nó chỉ có một map, một đường hầm thôi các bạn nhé, duy nhất một đường hầm chúng ta chui vào. Chúng ta sang bên cạnh này nó cũng không có cái hầm thứ hai đâu, nó hơi lừa tí nhưng mà mình đã đánh dấu cho các bạn rồi đấy. Đây, như vậy chúng ta đi sang đây, chúng ta về, chúng ta về một F, một F bên phải. Mình sẽ vào cho các bạn xem. Đây nó hiện rồi, về một F bên phải rồi. Và chúng ta về đây, nó có một cái điểm chặn đá ở đây mà chúng ta có thể đi vào được. Chúng ta phải vào ô bên phải này, hai ô bên phải này. Ok, bây giờ mình sẽ quay ngược lại và mình, các bạn nhớ là ví dụ cứ đi đường nào mà qua từ 2F về 1F thì chúng ta đi ngược lại thì nó sẽ về ngược lại nhá. Đơn giản vậy thôi. Ok. Cái này các bạn xem xong clip thì mình nghĩ là các bạn đi 1-2 lần thôi là các bạn sẽ nhớ rồi. Lúc đấy nó sẽ ở trong đầu, giống kiểu như là chúng ta tìm đường về nhà vậy. Chúng ta lái xe và chúng ta nhớ được map vậy. Cái map ở đây thì nó không quá khó, nó chỉ hơi não. Đây, các bạn nhớ nhá, ô bên phải F2, chúng ta sẽ đi đến F3. Và tương tự như vậy thì ô bên phải đầu tiên, ô nhỏ các bạn nhé, mình gọi là ô nhỏ, ô nhỏ F3. Ô nhỏ F3 ở bên phải, ở phía trên thì nó sẽ đi sang F4. Ô nhỏ bên phải, đây các bạn nhá. Ok. À, ô nhỏ bên trái, tức là chúng ta nếu như đi từ F2 lên F3 và từ F3 lên F4, chúng ta sẽ đi từ ô nhỏ. Các bạn nhớ là đi từ ô nhỏ giúp mình, chứ không phải đi từ ô to. Đây là 3F nhá. Ở 3F này thì chúng ta có những con chuột chuỗi mù và những con chuột chuỗi. Những con chuột chuỗi mù thì nó là quái bị động, còn những con chuột chuỗi thì nó là quái chủ động các bạn. Mấy con mù thì nó không nhìn thấy người, tất nhiên nó không đánh rồi. Đây các bạn thể để ý này. Đấy, những con chuột chuỗi thì nó đánh. Quái vật ở 3F này, quái vật 6768. Đây mấy con chuột chuỗi này nó đánh. Thì quái này đánh vật lý các bạn nhé, sát thương khá đau. Chúng ta cũng không nên farm ở đây nếu không có PT mạnh đâu. Thì mình thấy PT này nó, con chuột chuỗi này nó đánh lan á. Chuỗi này lúc nó vồ nó rơi ở đây này, nó thả những cái thạch ở trên trời rơi xuống nó đánh lan. Các bạn không nên farm PT ở đây. Thì các bạn thể thấy ở đây rất ít người farm. Cái chỗ này dành cho những con bow trang, những con đại đao thì farm mình nghĩ là cũng khá là khó các bạn ạ. Khá là khó farm ở cái ô này. Không thấy ai farm ở 3F nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm đường sang 4F. 4F đây. Rất đơn giản, chúng ta sẽ đi sang ô nhỏ bên cạnh, bên kế. Là chúng ta sẽ sang được 4F thôi. Không có gì là khó cả, từ 3F đến 4F thì mình nghĩ là rất là dễ. Đây chúng ta sẽ có một cái lối đi bị bít nha. À, các bạn nhìn ở trên minimap ấy, chúng ta vừa đi chúng ta vừa minimap. Và nhớ nhá, các bạn để zoom thấp thôi, để zoom càng thấp thì chúng ta đi càng dễ, đỡ bị lạc đường. À, chúng ta chậm thôi, chậm mà chắc. Chúng ta đi được tầm khoảng 2 lần thôi là chúng ta sẽ nhớ đi được 2 lần thôi. Đừng nóng vội làm gì hết cả các bạn, không nhất thiết phải nóng vội đâu. Đi những chỗ khó có quái này thì chúng ta có thể vê lên và chúng ta chạy cho nó nhanh. Đây, lại là chuột chuỗi. Chuột chuỗi 68 nữa, thật ra là chuột chuỗi thì không ai farm mấy, mình không thấy người ta farm chuột chuỗi nhiều đâu. Người ta farm mấy con gì mình tự nhiên mới quên mất rồi. Mấy con cầm quốc chim ấy. Đây các bạn nhá, ở bên 3F này thì 3F ô to này thì không còn đường đi nữa rồi. Nếu chúng ta sang bên 4F thì chúng ta phải ở bên ô nhỏ. Các bạn nhớ giúp mình ô nhỏ. Nãy mình vừa đi qua sang bên này để cho các bạn xem thôi. Đây chúng ta vê lên. Chúng ta có thể thấy một cái lối nhỏ ở đây. Ở trên minimap mình cũng đã đánh dấu cho các bạn rồi. Đó, chúng ta sẽ đi sang lối nhỏ. Còn bên 4F bên ô to bên cạnh nó cũng có một cái đường nhưng mà không phải đường đi đâu, mình đã đánh dấu ít rồi đấy. Và chúng ta đi vào đây thì ngay lập tức chúng ta sẽ chuyển sang khu vực 4F. Ở khu vực 4F này thì là khu vực farm ưa thích. Quái 4F farm rất thích các bạn ạ. Ok. Đi qua một chỗ đây. Mấy con La Sát này mặc dù level 69 và level 70, mấy con hồn ma La Sát level 69, nhưng mà cái animation đòn đánh của nó rất là chậm. Cái tốc độ ra đòn của nó rất là chậm. Chúng ta có thể là bắn bow in, chúng ta có thể vào đây farm được. Chúng ta sẽ, đây ví dụ như mình cho con này nó cast chiêu mình chẳng hạn nhé.
Đây cho nó bật cát đi, xong mình gồng, bắt đầu mới gồng hỏa lên. Đấy, nó chỉ bắn được hạ. Nếu như mình gồng trước ấy, chắc chắn là mình sẽ cát kill xong trước. Đây mình sẽ gồng một trưởng hỏa. Mình gồng cho con la sát mặt quỷ đi, con đấy là quái chủ động các bạn, nó mới tự động đánh mình. Chúng ta đang ở bên Phật nằm nhá. Ở đây thì anh em hay gọi là Phật nằm, phân biệt là ô Phật nằm và ô Phật ngồi. Thì ô Phật nằm này thích hợp cho chuyên solo các bạn. Bên này quái nó ra chậm và nó không có nhiều khổng lồ. Anh em trên solo có thể trên thoải mái, nó không ra quái nhóm. Ở trên PT bên này thì quái không đủ để train. Còn bên Phật ngồi thì có thể train được 2 đến 3 PT cơ. Đây chúng ta, mình sẽ cùng di chuyển. Đây mình sẽ đam con này cho các bạn xem. Đam rất là sướng các bạn ạ. Quái 69, 70 thì FP rất nhiều. Các bạn train solo nên train ở bên đấy. Ở đây thì hai ô nhỏ này thì là quái đánh sát thương vật lý các bạn nhé. Quái kim cương dạ xoa. Ở đây thì có thể cắm được, các bạn có thể cắm được một PT. Một PT nhưng mà quái nó cũng khá là ít, nhưng tuy vậy vẫn cắm được một PT hơn ở bên Phật nằm. Thì chúng ta sẽ di chuyển sang bên Phật ngồi này. Chúng ta sẽ di chuyển sang bên Phật ngồi. Bên Phật ngồi các bạn để thấy nó cũng to bằng thôi, nhưng mà bên kim cương dạ xoa này cũng ít người farm lắm các bạn. Nếu trên solo thì các bạn có thể trên ở đây được này. Trên solo ở đây, trên solo strength các bạn có thể trên ở đây được. Nhưng mình vượt cấp rồi, vì 66 mình farm 69 ở đây thì nó cứ ok luôn. Mà cắm một PT tầm khoảng 4 con PT 4 thì cũng có thể là farm ở đây được, vừa hay đủ quái các bạn. Nhưng mà nó đánh sát thương vật lý hơi toạc. Ok, bây giờ chúng ta di chuyển sang khu vực Phật nằm, Phật ngồi, xin lỗi thưa các bạn. Bên này nó cũng là hàng la sát mặt quỷ thôi. Nhưng các bạn thể thấy thì nó rộng hơn một chút. Và Phật ngồi ở giữa. Thế nên chúng ta sẽ có những cái xung quanh này. Chúng ta sẽ có những cái map farm xung quanh. Và ở đây thì có thể cắm được 3 hoặc 4 PT các bạn nhé. Nhưng các bạn thể thấy đang có một PT Hunter đang farm ở đây. Ở bên chỗ này cũng sẽ có một vài người farm nhỏ lẻ. Thật ra chúng ta có thể cắm được 4 PT ở chỗ này mà vẫn đủ quá anh em ạ. 3 đến 4 PT ở chỗ này vẫn đủ quái bình thường. Ôi, nằm hết rồi này. Được, để mình hồi sinh các bạn này lên nhé. Mình hồi sinh các bạn này lên xem nào. Xem con nào búp mà hồi sinh trước. Để hồi sinh người khác các bạn giữ ship và nhấn vào nhân vật ở trên đất. Sẽ rất để hồi sinh được. Còn nếu không thì không để hồi sinh được. Đấy, xem hồi sinh cho một PT này dạy cho các bạn ấy farm tiếp nhé. Đấy, mình hồi sinh con búp lại nữa. Đấy, người tốt việc tốt ngay các bạn ạ. Nam mô Di Đà Phật. Người tốt việc tốt ngay. Hồi sinh cả một PT đã. Mình đang giờ đen, mình làm clip cho nên mình không trên. Đấy, chỗ này có thể farm được 3-4 PT anh em nhé. 3-4 PT vẫn đủ quái. Và mình recommend cho anh em lên farm ở góc này. Góc này là góc ngon nhất này. Góc này, đây. Như ở PT Hunter đang farm thì ở góc này là góc ngon nhất. Góc này sẽ cho ra khổng lồ nhóm gần như liên tục đấy. Ở đây farm mình cứ thấy 5 phút, 7 phút đã có một con khổng lồ nhóm. Thậm chí 2 con một lúc. Đấy, đây là map bên trên nha các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đến với map bên dưới. Nó cũng vậy thôi, nó cũng không khác gì nhiều cả. Mình sẽ là nhanh một chút. Nếu không thì thời lượng video nó sẽ bị hơi bị dài. Nhưng mà dài thì anh em xem hết thì nó ok thôi. Ok thôi đúng không ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta đang ở cổng vào. Cổng vào Đốt Hoàng Thánh Động. Và bây giờ chúng ta sẽ đi map dưới. Chúng ta đi sang bên tay trái nha. Các bạn bấm mở lên chúng ta thấy chúng ta đi sang bên tay trái. Nó cũng sẽ có một cái vị trí là không bị kẹt, không vào được, kẹt đá ở đây. Thì cũng như vậy thôi. Cũng như ở bên trên chúng ta phải đi di chuyển lên di chuyển, xin lỗi các bạn, là di chuyển lên F2. Chúng ta di chuyển xuống và nó đối nghịch. Nó đối nghịch thôi, không có gì khác cả. Ok, chúng ta sang đây sẽ chỉ có một lối đi duy nhất. Mình cũng sẽ để trên minimap cho các bạn nhé. Chúng ta di chuyển sang khu vực bên này. Quái nó chỉ đối lập nhau thôi. Để mà gọi đồng đội vào trên thì ngày trước không có cái di chuyển ngược vào người đồng đội. Thì bây giờ chúng ta phải kiểu di chuyển cái gì nhỉ? Gọi phải là bảo cho nhau là đang ở F mấy và đang ở bên trên bên dưới. Để chúng ta có thể di chuyển một lần ngon luôn. Ngon đét để đẹp luôn. Ok đây. Nó chỉ có một hướng di chuyển thôi. Chúng ta tìm đến cái lỗ mình cũng đã đánh dấu ở trên minimap cho các bạn rồi. Đây các bạn nhé. Mình đã đánh dấu trên minimap rồi. Đấy, mình zoom vào các bạn nhé. Đấy, mình thỉnh thoảng mình zoom ra này, zoom ra chạy rất khó chịu. Nó cứ mắc trần. Thỉnh thoảng bên chúng ta gọn zoom gần mà chúng ta sẽ thấy được cận cảnh mà chúng ta chạy nó rất thoáng các bạn đúng không? Chạy rất thoáng. Các bạn cứ zoom gần mà các bạn đi một lần các bạn sẽ hiểu. Sau khi mà hiểu rồi chúng ta có thể đi bằng minimap. Chúng ta sang đây F2 nhá. Đây F2 cũng vậy thôi, cũng kiểu tráng thổ quỷ 64. Có đại thổ quỷ như 65 thì phải, à 62 à? Đại thổ quỷ 62.
chỗ này farm PT cũng được các bạn nhá. Con thổ quỷ này nó bổ nhưng mà nó chỉ nó bổ phát thôi. Còn mấy con chuột chuỗi kia nó cào nó thả 4-5 phát một lần lận. Đấy. Chiến binh này đẩy lùi. Ở đây có một PT farm. Và để đi sang khu vực F3 thì như mình cũng đã nói rồi. Để sang khu vực F3 và F4 thì chúng ta cần phải di chuyển sang những cái khu vực ô nhỏ đối diện. Tức là nếu chúng ta di chuyển vào thì chúng ta sẽ sang khu vực ô nhỏ đối diện nha các bạn nhé. Ô nhỏ đối diện, sau đó các bạn sẽ có ngay một cái lỗ hổng đây, ngay đường vào thôi. Chỗ này tráng thủ quỷ nhiều, PT farm lắm các bạn. Mỗi chuột chuỗi là chê các bạn, một chuột chuỗi anh em chê farm chuột chuỗi nó cực lắm. Đây, chúng ta chui đây, chúng ta sẽ sang được 3F. Và nếu chúng ta đi ở hướng này thì chúng ta sẽ trở lại 2F, à trở lại 1F. 1F bên bên cái ô đá chặn ấy không vào được. Bên đây cũng thật ra ít người farm lắm. Đây chúng ta sẽ sang 3F. Các bạn cứ nhớ cho mình là đi sang 3F và đi sang 4F thì chúng ta sẽ đi bằng ô nhỏ. Còn đi sang 2F chúng ta sẽ đấy, có một cái đường ở ô lớn rồi đấy. Đây chúng ta đang ở 3F. Còn sang 4F thì nó di chuyển lại dễ rồi. Ô chuột chuỗi ở đây hình như đây là một kiếm khiên in, map này cũng có thể trên được. Một vẩy một hống là đây, bạn này bạn đi trên rất là tốt đây này. Các bạn thể học tập kiếm khiên in. Sẽ là hai chiêu vẩy và một hống, ngay lập tức xét sau đó thì con quái nó sẽ không chạm được vào người. Mà trên solo có thể một mình một ô này là thoải mái. Trên chuột chuỗi có siêu lên thì cũng đánh được khổng lồ mà nó không ra quái nhóm mà được. Một hống này, một vẩy, cứ nói chung cứ xét hống với vẩy là xét kẽ nhau. EU thì farm ở trong này thì các bạn nên xét những cái chiêu nó có animation nhanh ấy, những chiêu bắn băng animation nhanh ấy. Là một phát ăn một con luôn để quái nó đỡ động một người. Để con này động một người thì nó đau lắm, nó cào vật lý. Mà ví dụ đánh in đây, các bạn thể thấy bạn này đánh thì đây gặp một con thủ lĩnh thì con thủ lĩnh mới đánh được 2-3 phát nhưng mà cũng không ăn thua tại vì kiếm khiên mà. Xong lại còn có siêu nữa thì rất là khỏe. Ok, không liên thiên nữa. Thì chúng ta sẽ đi sang F3 rồi đúng không? Chúng ta sẽ sang 4F. Đây, mình sẽ nhắc lại một lần nữa là từ 3F, từ 2F sang 3F hay từ 3F sang 4F thì các bạn, ví dụ chúng ta vừa mới di chuyển sang đây đúng không? Chúng ta sẽ di chuyển sang ô nhỏ đối diện. Như vậy là chúng ta sẽ có đường sang F lớn hơn. Còn nếu như mà muốn di chuyển về F nhỏ hơn thì chúng ta sẽ di chuyển ngược lại. Còn cái đường này không đi được đâu. Mình đã đánh dấu X ở đây rồi. Ok, mình sẽ đi nốt sang 4F và kết thúc video ở đây nhé. Hy vọng là những cái thông tin mà mình vừa mang đến sẽ giúp cho các bạn di chuyển tốt hơn trong map Đôn Hoàng Thạch Động này. Các bạn chỉ cần đi, mình nghĩ các bạn chỉ cần đi 2 lần thôi. Sau khi xem video xong này các bạn đi 2 lần thôi là map ở trong đầu các bạn này, lúc đấy sẽ không còn gì khó khăn nữa. Chứ để nếu như chúng ta có bật minimap chúng ta đi mà chúng ta không hiểu, không làm một cái gì đấy không hiểu thì sẽ không làm được. Đây các bạn nhá, mình đang ô nhỏ nhá. Ô nhỏ nó sẽ có một cái cổng đối diện cái cổng vào ấy, nó dễ nhìn mà nó sẽ là một cái ngách. Và đi vào cái ngách này thì các bạn nhớ là zoom gần cho mình, zoom gần mà nó sẽ không bị xoay nhân vật. Chúng ta di chuyển nó rất dễ, thậm chí là mình có thể di chuyển bằng phím hướng mũi tên này. Đi một đây thôi là chúng ta sẽ sang được 4F rồi. Đây chúng ta đã sang 4F. Và sang 4F thì chúng ta sẽ sau lưng Phật nằm các bạn nhé. Đây nếu các bạn trên solo thì các bạn nên trên ở cái ô này. Ở ô này thì ít người trên PT lắm. Đây cũng đang có một con Win thì phải. Mình không nhầm thì đây là một con Win. Một con Win nhạc công. Một con phù thủy nhạc công. Một con phù thủy nhạc công đang trên solo ở đây. Đấy, sẽ sử dụng cái chiêu bắn băng ấy. Nó cát rất nhanh. Một chiêu bắn băng là một chiêu ném lửa. Đấy là hai cái chiêu đầu của bằng băng với bằng hỏa. Đấy, thế là một con thôi, rất nhanh. Rất nhanh. Cứ một hit một con thôi. Win nhạc công thì có chân chạy, phạm đấy. Vẩy phát đây, vẩy 3 phát, mỗi phát 33k4 là chết một con rồi. Rất là nhanh thôi. Ok thì clip của mình sẽ đến đây là kết thúc thôi. Hy vọng là mình sẽ giúp ích được các bạn nào chưa biết di chuyển ở khu vực Đôn Hoàng Thạch Động. Khi các bạn có cho mình level 50 các bạn có thể chui ở đây farm. Quái trong này mình thấy cũng rất là ổn định. Thậm chí có thể là hai người farm ở đây cũng được, hoặc các bạn cho một PT4 vào chỗ này farm cũng mình cũng thấy tạm được. Nó không quá là ok. Mình thấy PT4 thì các bạn nên farm ở hai ô này. PT4 thì các bạn hay farm ở đây, solo thì ở cái Phật nằm.
Còn PT8 thì các bạn ở Phật ngồi này có thể cắm được 3 PT8, thậm chí 4 PT8 vẫn đủ quái. Quái nó ra rất nhanh và nhiều quái nhóm. Ok, clip và kết thúc ở đây, không biết nó dài quá chưa nhỉ? 20 phút cơ à? Thôi được rồi. Cảm ơn các bạn nhé, và chúc các bạn có những cái giờ phút chơi game thư giãn thoải mái, trải nghiệm game. Cái gì không biết thì các bạn cứ hỏi mình. Mình mạnh dạn làm clip cho các bạn. Cái này thì nó kiểu dễ thôi. Ok anh em nhé.